Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay thì đã ra sự kiện mới rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ vào game. Mình chơi sự kiện và cũng như là mình sẽ nói những gì mà mình hiểu biết về sự kiện này cho các bạn ha. Rồi hiện tại thì hôm nay vẫn đang bán cái Light Titan Offer các bạn ạ. Đang bán con Light Titan với giá là 372 ngàn. Rồi và Heroic Dragon đang bán cái Diamond Chest, có cơ hội mở ra được rồng Heroic. Và cái này chứa khá là nhiều trái cây các bạn ạ. Một cái rương này chứa tầm 2 triệu trái cây. Và bạn nào level càng cao á thì cái rương này nó càng nhiều trái cây nha. Bạn nào level thấp á thì nó ít hơn mình nha. Rồi và hôm nay các bán Darknet Chest nè. Darknet Chest thì mình để ý là thấy những con rồng Legend hệ bóng tối á, có vẻ như là nhiều hơn bên hệ ánh sáng các bạn ạ. Và cái rương này của mình thì nhận được 275.000 trái cây. Mega Footbag Griscon, hôm nay bán Griscon. Và tại vì đang trong game đang có sự kiện Griscon các bạn ạ. Và nếu đầu tư cái này thì không biết có đi nổi đến cái cuối không, đến cuối map không các bạn ạ. Rồi và hiện tại đang bán cái offer của rồng Titan, Deck Titan các bạn, 800 game 120 op. Giá này nhá là ngang với giá Heroic nha các bạn. Mới hôm trước thì Heroic nó cũng bán là 800 game 120 op. Giá này quá là mắc các bạn, một con rồng Legend mà ngang giá một con Heroic. Rồi Griscon offer. Rồi và sự kiện hôm nay là sự kiện Junger Spirit Island. Junger Spirit Island. Ở trong này thì sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày các bạn, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Rồi sự kiện này thì có 3 loại ngọc và một cái là Necklace, một cái vật phẩm này tên là Necklace các bạn ạ. Và cái vật phẩm này chắc là dùng để trang trí. Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể lấy được những cái viên ngọc này. Những viên ngọc này, khi mà các bạn lấy được 3 viên ngọc á, lấy được 3 viên ngọc á thì các bạn sẽ có cơ hội mở ra được trái cây hoặc là orb của cái con rồng Legend ở cuối cái đảo này. Còn nếu mà các bạn thu thập đủ 5 viên ngọc xanh á thì các bạn có thể mở ra được cái orb của con Natural Titan này, orb của con gì này, orb của con Forest Lord này, hoặc là mở ra cái con Natural Titan luôn các bạn ạ. Và cái ngọc xanh này khá là ngon. Bên cạnh đó thì ngọc ngọc hồng nó cũng không hề kém cạnh các bạn ạ. Ngọc hồng thì các bạn có thể nhận được rất là nhiều game, có thể là một game hoặc 5 game hoặc là 10 game. Và bên cạnh đó có một giải cao nhất là ai may mắn thì sẽ nhận được 100 game các bạn ạ, giải Jackpot 100 game trong viên ngọc hồng. Ngọc hồng thì sưu tập mấy viên ta rồi mình quên quên dồn rồi. Cái sự kiện đó ha, hướng dẫn sự kiện ngọc hồng là 25 viên các bạn ạ. Ngọc hồng khá là nhiều, trong trong này cả 25 viên viên ngọc hồng luôn. Rồi quảng cáo thì hôm nay đang có sự kiện quảng cáo của cái vật phẩm á, vật phẩm mà hên xui á, khá đẹp đấy. Rồi mình sẽ vào sự kiện luôn ha. Ở sự kiện này thì mình đã đi trước rồi các bạn, đi trước một vài bước rồi, và hiện tại mình đang đứng trước cái con rồng mang tên là Timberas Dragon. Con này là con cũ nha. Và bây giờ mình chỉ cần file thôi, file, và chiều nay chắc là mình sẽ lấy được cái con Timberas Dragon này. Đấy, ok. Rồi và 29 phút nữa thì mình sẽ vào đánh trận tiếp theo. Đây cái này là cái next next là sờ nè các bạn. Rồi và tiếp theo là con Zombie Natural Dragon, và cuối cùng chính là con này, con Junger Spirit Dragon. Con tên của rồng trùng với tên của sự kiện luôn các bạn, Junger Spirit Island. Đấy, và ngọc xanh nè, ngọc xanh ở gần phía cuối nè, ngọc xanh đây cũng ở gần cuối nè, hai viên ngọc xanh. Ồ, bản đồ này có 2 viên ngọc xanh các bạn ạ. Còn lại ngọc xanh chắc là phải đi đánh quest hoặc là xem quảng cáo đồ mới có thêm hay sao á. Và mình hy vọng thì mình sẽ
sẽ ráng ráng đến được cái này bằng việc xem quảng cáo, cũng như nếu không nếu thiếu nữa thì mình sẽ có thể là mua thêm con, hoặc là tùy tùy cơ ứng biến các bạn ạ. Đấy. Rồi giờ mình sẽ vào xem thử quiz có quiz hay không. Sự kiện này không có quiz các bạn ạ, không có quiz đánh để lấy thêm con hoặc là thêm ngọc, không có quiz. Rồi không có quiz rồi đúng không? Và quảng cáo thì mình xem hết rồi, đợi chiều nay thử nữa thử là quảng cáo gì. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ review những cái con rồng mà hôm cái tập trước mình đã nói. Thì tập trước thì có hai bạn, một bạn thì comment là mình review mình up cái con Mechano Dragon, còn một bạn nữa thì nói mình up cái con Enigmatis Dragon, và mình đã up hết rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ review luôn. Và đầu tiên là con này trước đây, con này là con Mechano Dragon, nó là một loại rồng VIP Mythic Cấp 10 nha các bạn. Nó có hệ Legend, mình sẽ cho nó qua đảo Legend ở nha. Đây, đảo Legend của mình có chỗ đây. Rồi, chào đón chú rồng Mechano Dragon ra. Ok. Yes. Rồi, Mechano đây các bạn ạ. Con này là con VIP Mythic Cấp 10 nên máu nó khá là trâu, 227.000 máu và 59.000 đam. À. Rồi và hệ của nó thì nó có một cặp hệ trùng rồi các bạn ạ. Là mình thấy hệ điện và hệ bóng tối á, là đều click được hệ kim loại, là thấy một cặp hệ trùng rồi. Nó bị hai, nó sợ hai hệ, là hai hệ phía sau nó luôn các bạn, là hệ điện và hệ bóng tối. Và nó có thể click được hệ đất, băng, kim loại, nước, ánh sáng và primal. Bốn hệ click được 6 hệ khác nhau, một cặp hệ trùng mất, một cặp hệ trùng khá tiếc. Rồi con tiếp theo là con tiếp theo thì chúng ta đến với cái con Enigmatic Dragon. Con này á là nó là ngọc các bạn, nó giống giống cái Dragon Ball á, và nó có những cái viên ngọc á. Hồi cái đảo này nè, nó có những cái cục khoáng sản ngọc á, rất là giống cái con này luôn, nhưng mà mình lỡ xúc hết mất rồi, không có để lại được. Chứ ở cái đảo này có mấy viên ngọc đẹp lắm, nó cũng giống con này. Rồi và bây giờ mình sẽ cho nó ra trong môi trường bua được. Ok, Enigmatic Dragon. À cái này thì là cái ý nói là cái con heo của mình các bạn, là nó đồ đều đủ là 120 game, và mình có thể mua được nó với giá là 99 ngàn, nhưng mà chắc là mình không mua đâu, tại vì mình cũng không cần dùng game làm gì nhiều. Nó là giống như là rồng sở hữu đá quý các bạn. Đã, nó biến thành những cái viên ngọc. Rồi con này thì hệ đầu tiên của nó là hệ ánh sáng các bạn ạ, hệ ánh sáng, nó sợ hai hệ hệ lá và hệ bóng tối. Nó có thể click được hệ bóng tối, điện, legend, đất, băng, lá và chiến binh. Bốn hệ click được 7 hệ khác nhau, số hệ click của nó là max các bạn, nó không có bị trùng hệ, không bị trùng hệ, khá ngon. Rồi trên của nó thì những skill cũng bình thường thôi, chỉ luyện lên là có thêm gai thôi các bạn à, nên không không có mạnh lắm đâu. Rồi con tiếp theo à, chúng ta xem con này là con rồng à. Sketch Dragon. Con này nó có hệ một hệ ngoài cổng không gian kìa, cái hệ tam giác, và nó có hệ bua là nhiều vàng nhất. Mình sẽ cho nó ra đảo bua nha. Đây cái đảo ngoài cổng không gian, cho nó qua đây chạy vui. Ok, Catcher Dragon. Con này là con boss cuối của tựa game Mero các bạn ạ. Ủa, cái đảo này mình không có để một cái con rồng nào luôn à. Đảo này nữa. Tính ra là mấy đảo này chưa chưa có rồng ở, của mình chưa có rồng ở luôn các bạn ạ. À, vậy thì có con rồng này ở cho nó vui. À, Catcher Dragon. Hình nền cũng khá đẹp nha. Hình nền dạng như là nhìn nó khá mới mắt các bạn. Và mình sẽ đặt tên cho con này luôn là boss cuối. Boss cuối game
Merio. Ok. Con này là giống con rồng ạ. Rồng đứng chờ Mero trước giải cứu công chúa các bạn. Con này là một loại Legend. Legend cấp 9 nha. Legend cấp 9 rồi. À, nó chỉ biến nó chỉ gom lại một cục, nó giống như con rồng giấy vậy ta. À, nó gom lại một cục cục giấy á các bạn. À, con này thì hệ bua đầu, nó sợ một hệ duy nhất là hệ Primal thôi các bạn. Nó có thể crit được 5 hệ khác nhau, đó là hệ Legend, lá, băng, bóng tối và điện. À, và cái hệ sau hệ tam giác này thì nó không có thể crit được các bạn, không không có thể crit được cái hệ nào hết. Skill luyện lên thì cũng bình thường thôi, chỉ có gai thôi các bạn, gai thôi, bình thường thôi. Ok, boss cuối game Mero. Rồi mở rồng thì mình đã review xong rồi đúng không? À, sự kiện thì mình cũng chơi chơi trước rồi các bạn ạ, chơi trước rồi. Đây, sự kiện thì mình cũng đã chơi trước rồi. Đấy. Rồi, chắc là video đến đây là mình xin dừng thôi các bạn. Và tập sau thì khả năng là mình sẽ review con rồng này. Đấy, còn 48 phút nữa thì nó sẽ zoom ra. Tức là tập sau thì mình sẽ review con Light Titan Dragon cho các bạn xem nha. Và cái này nữa. Và tập sau cũng chắc là cũng là đến đã đến lúc Bass Dragon lên được 5 sao. Mình hứa hẹn là tập sau sẽ rất là hay đây các bạn ạ. À. Rồi, video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn.